Hello anh em, đa phần á, những cái người mà tự học guitar giống như mình á, thì thường thường á, là mình học cái hợp âm trước, mình bấm nó trước để mình đệm hát trước cho nó vui. Thì sau khi mà mình làm được mấy cái này rồi thì mình mới đầu tìm hiểu về âm giai á, thì mình mới thấy là người ta chỉ những cái thế bấm vị trí khác nhau trên cần đàn, ví dụ như. Nhưng mà để cho mình thấy cái sự liên kết giữa hợp âm và âm giai nó bắt đầu nó hơi bị loạn, tại vì mặc dù là hợp âm nó từ âm giai mà ra nhưng mà mình không thấy được cái sự kết nối của nó nên là mình rất là khó xài. Thì hôm nay mình có một cái bài bài tập để mình tự nghiệm ra được âm giai từ những cái mình biết rồi, đó là hợp âm. Còn mình biết bấm hợp âm rồi, ví dụ đây là la thứ, thì cái âm giai thường thường nó có 7 nốt nhạc, mà khi mình bấm một cái hợp âm mà thông thường mình hay bấm là nó có 3 nốt nhạc, nghĩa là mình đã biết được 3 nốt trong cái âm giai rồi. Mình ví dụ như ở đây đi, la la trưởng ha, nào? Thì để học được bài này anh em phải biết được công thức của tất cả các âm giai mà mình muốn học. Ví dụ như mình muốn học trưởng thứ ngũ cung rồi blue rồi mấy cái mấu của cái âm giai, thì mình phải ghi cái công thức của nó ra trên trên miếng giấy trước khi mình làm này, đúng không? Thì mình ví dụ với bằng trưởng, thì khi mình bấm một âm trưởng em mình biết cái này, mình phải biết là nó có 3 nốt ở trong cái âm dài, đó là nốt la này, ngay đây là nốt trụ này, nốt đây là nốt bậc năm của nó này, là nốt mi, ngay cái nốt này là nốt son thăng, là cái nốt bậc ba của nó, đô thăng là nốt bậc ba của nó, anh em ha. Thì khi mình có 3 nốt đó rồi cộng thêm những cái công thức của âm dài thì mình biết là một một qua hai của âm dài trưởng là một cung ha, thì mình đã có được cái nốt kế tiếp ngay đây rồi. Ba thì nó qua đây nhưng mà nó hơi xa, mình chỉ muốn giữ ở một vị trí thôi anh em ha. Thì đó là mình có được một nốt. Sau đó mình lên cái bậc năm của nó, mình biết rồi. 5 6 7 nó cũng một cung. 5 6 7 nhưng cái 7 này nó hơi xa. Thì nhưng mà cái 7 này mình có thể bấm ở ngay đây nè. Ha, hai cái nốt này nó giống nhau, nó kêu là cái unison. Thì khi mà mình nghiệm ra được như vậy rồi mình có được bao nhiêu nốt nè. Đúng không anh em? Mình lên bậc 3 là nó nằm ngay đây. Thì cái công thức của âm giai trưởng á là 3 qua 4 là nữa, 2 qua 3 là ngay đây. Vậy từ cái thế bấm này mình có được cái âm giai la la trưởng. Đúng không em? Nhưng mà tại sao mình phải học như vậy? Tại vì nó ngắn, ít và nó dễ nhớ hơn. Với lại thứ hai là mình thấy bật của nó lúc mình đánh, mà mình nghe được bật của nó, mà cái quan trọng vô cùng khi mình nghe được bật của nó, nhất là khi mình muốn ngẫu hứng. Nếu mà thì để tập bài này thường thường mình sẽ đánh, mình sẽ tìm vị trí của nó chứ. Mình không quan tâm cái nốt nó là nốt gì, mình chỉ ghi cái bật thôi. Ví dụ như mình ghi đây 1 5 3 rồi 3 ngay đây chứ. Rồi mình ghi 4, rồi mình ghi 2 ngay đây, rồi mình ghi 2 ngay đây. Nè, cái này là 2 luôn. Cái này là 1 bằng 8 của nhau ha. Thì nếu mà mình thấy được nó như vậy rồi thì mình ngẫu hứng rất là dễ, tại mình biết khi mà mình đánh cái hợp âm này thì những cái nốt xung quanh đó nó nằm trong cái khả năng của cái ngón tay mình có thể với được, đúng không? Rồi mình có thể chế ra được rất là nhiều melody từ những cái nốt xung quanh nó rất là nhanh. Cộng thêm nữa là mình làm quen dần với cái nghe được bật này. Ví dụ như mình nghe được bật 4, ví dụ như, thì khi mà mình ngẫu hứng mà mình muốn nghe lại cái âm thanh đó thì mình sẽ đánh nó, đúng không? Ví dụ như mình muốn đánh xong mình muốn nghe tiếng, nên khi tập cái này á mình nên hát theo nó em ạ. Thì đó là một cái âm giai thôi. Nếu mà anh em thích biết âm giai la thứ nó như thế nào nữa thì cũng tại vị trí đây. Nên thì mình, cái âm giai la thứ nó có cái công thức của nó là cái bậc 3 này nó sẽ giảm, đúng không? Và bậc 5 nó cũng sẽ giảm, bậc 6 nó cũng sẽ giảm. À vậy thì mình nghiệm ra cái âm giai la thứ như thế nào thì mình việc đầu tiên đó là mình phải giảm cái 3 này để mình có cái hợp âm la thứ trước rồi ha. Cái này là 3 giảm
của La Trưởng em. Thì sau đó mình dùng cái công thức của âm giai thứ, thì từ 3 qua 4 nè là một cung, từ 2 qua 3 là nửa cung, nghĩa là cái 4 và cái 2 này nó luôn luôn giống nhau em ha. Rồi cái 5 này mình biết 5 qua 6 là nửa cung cho âm giai thứ ha. Hoặc là nhiều khi nó còn ghi là giảm 6, nghĩa là 6 ngay đây giảm xuống ha. Rồi cái 1 ngay đây 2 3 đúng không? Tại 2 3 nửa cung cho thứ. Mình có được nhiêu đây? À thì mình thiếu nè, mình đây 2 3 4 5 6. Bây giờ 7 nó nằm ở đâu? Anh em ha, 6 đây 7 nha. 6 7 ngay đây. Ha, 5 6 7 ta ta ta. Này mình đánh lại ha. 1 2 3 5 6 7 2 3 4. Thì ngay tức thì mình thấy âm giai thứ nó rất là dễ rõ anh em. Thì khi mình bấm cái này mình biết cái này là bậc 3, cái này nó quyết định là thứ hay trưởng không. Nên mình dần dần mình nghe dần cái nó quen. Ví dụ như khi mà mình đánh mình muốn đánh trưởng á thì tự nhiên, nhưng mà khi mình đánh thứ mà đánh đúng không, tại cái bậc 7 nó nằm xa hơn ngay đây. Thì mình đánh lại cái âm giai thứ ở cái triad này nha. Thì cái này nó rất là thực dụng, tại vì khi mình đánh thứ ở đây mà mình muốn bỏ một cái lick nhỏ nhỏ nhanh gọn, đúng không em, rất là nhanh, rất là dễ, gọn gàng. Rồi sau đó nếu mà bạn muốn thêm nữa thì mình có thể từ cái đây mình có thể ra ngũ cung trưởng, ngũ cung thứ. Ví dụ như mình đánh đây trưởng 21 thì thay vì mình đánh hết 7 nốt thì mình biết mình có ghi cái công thức của ngũ cung thứ trưởng ở trên miếng giấy ha, thì mình sẽ đánh nó như thế nào. 1 3 5 bắt buộc phải đánh, đúng không? Thì mình sẽ đánh thì cái 7 với lại là cái 4 mình bỏ qua, mình không đánh cái nốt này với nốt này hai cái nốt này nè, thì mình đánh lại ha. Mình đánh là trưởng nè, đó là ngũ cung trưởng. À đúng không, nó nằm ngay cái bàn tay của mình để mình đánh. Nhưng mà khi mà mình biết được bật mà mình đánh ngũ cung như vậy nó cũng rất là lợi. Này ha, thì khi mà mình muốn đánh cái la thứ ngũ cung, lúc này mình đánh la trưởng ngũ cung thì mình cũng y hệt vậy, mình đánh 1 3 5. Bây giờ mình cần thêm bật 7 đúng không em, với lại bật 4 nè. Thì ở đây mình lặp lại nữa 4 tiếp 3 tiếp bậc 3 này 3 4 5 7 1 3 ta ti ra ti ra ti ra. Mà nếu mình biết bậc như vậy nữa mình có thể chuyển qua cái blues scale rất là nhanh, tại mình biết cái công thức của nó rồi, công thức nó mình nên nhớ này mà, thì mình ngay đây thì mình biết nó mình muốn đánh blues mình phải thêm một cái nốt giữa 4 và 5, thì nó mình biết 5 ngay đây, mình biết 4 ngay đây rồi, thì giữa 4 và 5 là nốt này thôi. Thì mình đánh thì có hai chỗ để mình đánh, nó mình có thể đánh ra đi, đúng là mình có thể uyển chuyển được rất là nhiều cái âm thanh từ âm giai, nếu mà mình biết mình học nó từ cái bậc và nó đẻ ra từ cái triad, cái hộp âm ba nốt đó. Thì nếu mà mình đánh mốt, ví dụ như mình đánh mốt thì ví dụ như mình cái này là cái Aeolian thì mình đánh nó giống như là thứ tự nhiên, thì mình đánh
Nhưng mà nếu mà nó là nó nằm ở trong cái bậc hai của tông son trưởng đó, thì mình tức thì mình nhìn vô cái công thức nó mình sẽ đánh, mình biết nó có pha thăng, tại vì nó bậc hai của son mà son nó có pha thăng, đúng không em? Nó chỉ khác nhau con nốt à. Rồi, tiếp theo. Tiếng này. Nên em mà thì cái la thứ này nó cũng có thể là nó bậc ba trong cái tông pha chưởng nữa. Đó. Thì cái tông pha chưởng nó có cái suy giảm đúng không em? Thì nếu mà mình muốn đánh cái bậc ba, ví dụ như mình đang đánh pha mà nó chuyển qua la mà tông chủ nó là pha, thì nếu mà mình đang ở vị trí này thì cái âm dài của mình nó sẽ đi như thế này anh em, đúng không? Tại mình phải đánh cái si giảm, tại vì pha chưởng nó có cái si giảm ha. À, nên là nó rất là dễ. À, nếu mình thấy bật rồi mình chỉ cần nhích bật lên xuống là mình sẽ đổi âm dài được, đúng không? Như này. Tự nhiên mình nghe thứ cái sáu này nó quan trọng lắm. À, mà mình muốn ngủ cung, mình muốn ngủ cung trưởng. Ok, mình đi hơi nhanh nhưng mà mình hy vọng anh em lấy được cái khái niệm thôi, rồi mình tự ghi ra được cái công thức của âm dài ngay cái vị trí của cái hợp âm ba nốt này, mà mình không nên ngừng ở đây nữa, mình nên đánh ngược lại đây nữa. Mình có cái thử ngay đây hoặc là mình kiếm cái triad khác, ví dụ như cái triad ngay đây của la thứ thì mình đánh ngay đây. Ví dụ sau khi mình có được những cái nhóm nhỏ 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 như vậy, mình rành nó rồi anh em, thì mình rất là dễ nối lại nó với nhau. Cảm ơn anh em nhiều.